nền tảng blockchain Cardano của thầy Tuấn ạ. Dạ, em xin mời thầy và cảm ơn thầy đã dành thời gian chia sẻ kiến thức cho chúng em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên cũng cảm ơn Thạnh đã nói chung là rất là kiên trì, tuần nào cũng tổ chức một cái webinar như này, mình thực sự là cũng thấy là khâm phục đấy. Bỏ ra rất nhiều công sức rồi tham gia với mọi người. Mình thì cũng không có được điều kiện nhiều như thế, nên là và ngay cả là làm các cái webinar như này thì cũng cũng khá là mất nhiều thời gian. Thế thì cũng vừa tham gia giảng dạy này, vừa đi làm một số dự án, cũng như là đang quản lý viện nghiên cứu ứng dụng của SimC. Thế cho nên là công việc nó cũng hơi bận một chút. Thì hôm nay theo kế hoạch thì mình sẽ chia sẻ một số thông tin về cái dự án Cardano. Đấy, thì mình biết đến cái dự án Cardano này thì từ năm 2017. Đấy. Tại sao mà mình lại thích cái dự án này? Đấy là bởi vì cái đội ngũ phát triển của cái dự án này ấy, thì phần lớn là những người làm học thuật. Tất nhiên là không phải tất cả, nhưng mà phần lớn là như vậy. Tức là các giáo sư, tiến sĩ ở các trường đại học, và cái cách phát triển dự án ấy nó cũng mang đầy tính học thuật. Tức là các cái kiến trúc rồi các những cái giao thức chủ chốt ấy thì đều đều được viết thành các paper. Đấy, tức là các cái bài báo khoa học ấy, chứ không phải là chỉ là đơn thuần là white paper hay là một số cái document, mà là các cái bài báo đã được gọi là peer review, mà thậm chí là có những cái đăng ở những cái tạp chí hoặc là hội nghị rất là uy tín, ví dụ như là hội nghị crypto hay là Eurocrypto. Đấy là những cái hội nghị và tạp chí hàng đầu về về mật mã nói chung. Thì đến nay toàn bộ dự án cũng phải đến 100, tôi nhớ không nhầm là 100, hơn 170 cái paper như vậy được công bố. Đấy. Một cái khối lượng đồ sộ. Và mỗi một cái paper đấy thì ít nhất thì cũng cỡ khoảng 30 trang. Thì có cái thì đến cả 100 trang. Thế cho nên là cái tính học thuật của cái dự án này rất cao. Thì đấy là và cái cách làm cũng mang tính học thuật, thì cho nên là tôi thích cái dự án này nó ở cái ý đấy. Thế còn thì về mặt giá trị cũng như là cái việc thực tế thì nó còn phải có thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên thì Cardano cũng, nếu mà đứng ở góc độ đầu tư, thì Cardano cũng cũng đã có những cái bước tiến cũng rất là ấn tượng. Và trong một thời gian dài, nhất là trong năm nay, thì Cardano đã vươn lên đứng một thời gian dài ở vị trí số 3. Đấy, trong cái thời gian gần đây thì đang tụt xuống vị trí thứ tư và thứ năm. Tuy nhiên như thế cũng là một cái kỳ tích. Đấy, nếu mà nhìn ở cái góc độ, và cũng cũng không 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 ít bạn bè của tôi đầu tư và đã được x100 hoặc là đến tận x150, thì đấy là gọi là nói thêm cái thông tin để mọi người biết. Và cái ông founder của cái dự án này
là Charles Hoskinson thì cũng là founder của Ethereum, một trong 8 founder của Ethereum. Thế và cũng vì một cái sự bất đồng với cả Vitalik cho nên là ông ấy đã tách ra và ông ấy xây dựng cái dự án riêng của mình. Thì đấy là cái xuất xứ của dự án. Thì tiếp theo đây thì tôi cũng xin gọi là chia sẻ một số cái thông tin về về cái dự án này. Trước tiên thì cũng nói qua đây là nhắc lại một số cái lĩnh vực mà ứng dụng blockchain mà không phải là trong vực crypto, tức là trong phải trong tiền mã hóa. Đấy thì những cái khả năng ứng dụng ở trong thực tiễn thì chúng ta thấy là trong mảng banking này, trong mảng chuỗi cung ứng này, đấy, trong mảng quản trị, trong mảng tài chính, rồi trong mảng sức khỏe, rồi bảo hiểm, bán lẻ và sản xuất. Thì đấy là 8 cái lĩnh vực mà blockchain đã, đang và có thể trong tương lai vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả ở trong các cái mảng thực tế này, mà không phải là vấn đề về tiền crypto. Thì sơ qua về cái tổ chức của cái dự án này ấy, thì có 3 cái tổ chức. Đấy. Một cái quỹ gọi là Cardano Foundation. Đấy thì và cái IOHK hoặc là Imugo. Đấy là 3 cái tổ chức mà quản trị cái dự án này. Đấy, chúng ta thấy là ví dụ như là Bitcoin ấy, thì nó không có cái tính quản trị chặt chẽ mà nó mang tính cộng đồng nhiều hơn. Thế còn ở đây thì nó mang tính có tổ chức, có quản trị, có doanh nghiệp, có quỹ để phát triển. Và cái quỹ để phát triển cho các dự án ấy, thì có thể nói cũng là một cái thuộc loại là lớn nhất trong các cái dự án về blockchain, tức là cái quỹ Catalyst để mà hỗ trợ các cái dự án mà phát triển trên nền tảng này ấy, thì hiện nay đã lên đến 1,8 tỷ đô la. Ở Việt Nam thì cũng cái cộng đồng Cardano Việt Nam ấy, thì cũng tham gia một số cái dự án và cũng đã được chấp thuận. Đấy, thì cũng đấy là một cái cơ hội là được cái quỹ Catalyst đó họ hỗ trợ về kinh phí để có thể thực hiện ở trên cái nền tảng này. Chỉ cần là đưa một cái proposal và họ ý phê duyệt thấy là đáp ứng các cái tiêu chí thì họ sẽ cung cấp kinh phí để phát triển. Thì đấy là cái mà cũng là một cái sự khác biệt. Về cái roadmap thì cái dự án chia ra thành các cái kỷ nguyên. Và mỗi kỷ nguyên thì mang tên một nhà toán học, một nhà khoa học. Đấy. Thì cái lộ trình của Cardano hiện nay thì đang đến cái kỷ Basho đây. Thì với trong năm vừa rồi thì mới qua một cái kỷ nguyên và đã hoàn thành cái việc đưa smart contract lên mainnet, và đấy cũng là một cái bước tiến mở ra hàng loạt các cái hệ sinh thái. Đấy, và ở sau thì tôi sẽ phân tích nó kỹ hơn một chút. Đấy, về cái khả năng mà xây dựng các cái DApp,
các cái ứng dụng và các cái hệ sinh thái ở trên cái nền tảng này. Tại sao nó lại là một cái nền tảng rất là tiềm năng so với lại các cái nền tảng hiện tại, nhất là trong cái các cái nền tảng 2.0. Thì sơ bộ là cái roadmap của dự án thì nó được thể hiện ở trên cái hình như này. Đấy. Và chúng ta vừa mới qua cái kỷ nguyên mà smart contract. Đấy, thì cái kỷ nguyên đầu tiên thì nó là cái nền tảng, kỷ nguyên nền tảng. Tiếp theo là cái kỷ nguyên về phân tán. Đấy. Và cái kỷ nguyên thứ ba đấy là các cái kỷ nguyên về smart contract. Cái kỷ nguyên thứ tư là bắt đầu bước vào, hiện nay dự án đang bước vào, đấy là cái kỷ nguyên mà scaling, tức là phát triển và mở rộng. Còn kỷ nguyên thứ năm đấy là cái kỷ nguyên về quản trị. Một phần ở trong này thì cũng đã thực hiện, ví dụ như là staking thì cũng đã có rồi. Về cái hệ sinh thái ấy, dựa trên Cardano thì đây là cái thông tin từ 31 tháng 8. Thực tế bây giờ thì nó cũng đã lớn hơn thế này cũng khá nhiều rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái thời điểm mà smart contract chính thức là chưa lên mainnet. Tức là ngày 12 tháng 9 thì bắt đầu mới chính thức lên mainnet. Thì đây là cái thông tin mà từ 31 tháng 8. Thì chúng ta thấy là gần như là các cái mảng đang gọi là xu thế ở trong thế giới crypto thì Cardano đều đã có cả. Đấy. Từ Lending, Launchpad, rồi Stablecoin, Insurance, đấy, các sàn Decentralized, NFT gaming, ví, payment, vân vân, thì cái hệ sinh thái của dựa trên nền tảng Cardano cũng đã rất là phong phú. Đấy. Và cũng có đầy đủ, gần như đầy đủ ở trên mọi mặt trận. Tương tự như là bên Ethereum. Tất nhiên Ethereum thì hiện nay họ vẫn đang là lớn nhất. Rồi Binance thì Cardano cũng đã, mặc dù là mới có smart contract nhưng mà cũng đã có mặt ở hầu hết các cái mặt trận rồi. Đây là cái mục tiêu của dự án trong năm 2021-2022. Đấy. Tức là tăng cường cái tính liên tác, đấy, cho các cái dịch vụ về tài chính, các ứng dụng về tài chính, rồi thì tăng cường cái chất lượng và các cái đề xuất ở trong cái quỹ Catalyst đây, rồi phát triển cái cổng developer portal, đấy, và những cái cập nhật hãng thứ ba, các cái công ty đối tác, và một cái mục tiêu cũng khá ấn tượng đấy là onboard 50 ngân hàng. Rồi thì giới thiệu các cái bộ thư viện, các cái tool cho các cái trường hợp sử dụng. Trong tháng 8 năm nay ấy, thì Cardano cũng đã ký được một cái hợp đồng cũng rất là lớn
đối với một quê nước Ethiopia ở châu Phi, và triển khai thực tế cũng có thể nói đấy là một cái dự án ở trên nền tảng crypto mà lại triển khai ở trong cái lĩnh vực chính phủ đấy, ở cái mức tức là nó cái ứng dụng đã vươn ra khỏi cái thị trường, mặc dù nó nền tảng nó là crypto nhưng mà nó đã vươn ra là các cái ứng dụng thực tế và cụ thể là trong lực quản lý nhà nước. Thì trước mắt là áp dụng trong cái hệ thống giáo dục của nước đó với 5 triệu học sinh sinh viên và hơn 100.000 giáo viên. Và trong tương lai thì sẽ trở thành cái hệ thống định danh. Đấy, hệ thống định danh lên đến hơn 100 triệu ID. Đấy. Thì đấy cũng là một cái rất là cũng khá là ấn tượng. Ít có cái dự án nào mà có một cái thỏa thuận hợp tác mà phát triển ở trong cái vấn đề quản lý nhà nước. Cũng chia sẻ thêm một chút là cái định danh ID ấy, định danh cá nhân rồi định danh các tổ chức, thì đấy là một cái mà cơ sở của thương mại điện tử cũng như là chính phủ điện tử. Chúng ta thấy là trong năm nay thì Việt Nam cũng phát triển và chuyển đổi sang cái căn cước công dân gắn chip. Thì tôi cũng có cái cơ hội là được tham gia một phần trong đấy, tức là trong cái khâu tham gia ở cái khâu các cái tổ tư vấn rồi tổ đánh giá thử nghiệm đánh giá, thì đấy cũng là một cái bước để làm cái định danh. Và chúng ta thấy là ngay ở trong cái mùa COVID ấy, thì vấn đề định danh cũng rất là quan trọng để xác định được người nào được phép đi ra ngoài hay là đã tiêm chủng hay chưa, thì cái vấn đề định danh là cái một trong cái vấn đề then chốt. Và hiện nay thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đang chuẩn bị ban hành cái thông tư về các nhà cung cấp dịch vụ định danh IDP, tức là IP provider cung cấp định danh, để dựa trên cơ sở đó làm cái nền tảng thương mại điện tử cũng như là chính phủ điện tử. Thì Cardano đã có một cái bước là có một thỏa thuận làm cái thống định danh cho một quốc gia. Đấy là một cái nghĩ cũng kết quả cũng khá là ấn tượng. Đây là một số cái so sánh về mặt năng lượng. Thì cái năng lượng mà hệ thống Cardano bỏ ra thì nó chỉ bằng 1/1 so với Bitcoin. Đấy. Và Cardano thì dùng cái cơ chế đồng thuận là Proof of Stake. Đấy. Cho nên là nó ít sử dụng năng lượng hơn là Proof of Work. Và đây là một con số cũng rất là ấn tượng, tức là trong cái tuần đầu tiên đấy, và chỉ sau 4 ngày khi mà smart contract được gọi là chính thức lên mainnet ấy, thì đã có 40.000 cái smart contract được deploy trên cái nền tảng này. Đấy, cũng là những cái con số thống kê rất là ấn tượng. Đây là một số cái game file
chúng ta thấy là cái game NFT làm cái xu thế cũng nổi lên ở trong cái năm nay, và Việt Nam cũng vinh dự là đóng góp một cái nền tảng hiện nay cũng đang là số 1 thế giới về NFT game, hiện nay đã hơn 8 tỷ đô la, gần đến vốn hóa là gần 9 tỷ. Đấy. Hiện nay đang đứng số 23, vượt lên cả Stella là ở vị trí số 20-25. Thì đây là một số cái ví dụ về GameFi ở trên cái nền tảng Cardano. Thế còn đây là ở trong cái lĩnh vực về các cái sàn phi tập trung. Đấy, thì cũng có, mặc dù là mới ra nhưng mà cũng đã, các hệ thống sàn phi tập trung cũng đã khá là nhiều. Thế còn đây là những cái, là trong tháng 9 ấy, là có cái hội nghị toàn cầu. Đấy cũng là một cái điểm đặc biệt, tức là Cardano tổ chức một cái Summit, hội nghị Summit, Cardano Summit toàn cầu ở trên 40 nước. Và trong cái sự kiện đó thì đấy, Cardano Summit này, đấy thì công bố những cái thông tin, cập nhật các cái thông tin cũng như là công nghệ của Cardano. Thì ở trong cái buổi đó thì có cái thông báo hợp tác chiến lược với Chainlink. Chainlink thì chúng ta cũng đã biết rồi. Đấy, xây dựng thông minh cho các ứng dụng DeFi. Rồi có cái công bố hợp tác với lại Bitget Stablecoin. Stablecoin cũng là một trong những cái thành phần quan trọng của DeFi. Đấy, thì cũng trong cái hội nghị đó, hội nghị thượng đỉnh của Cardano thì cũng có công bố về cái dự án này. Ở trong cái hội nghị đó thì còn có cái công bố về cái sự hợp tác của cái nền tảng blockchain Cardano với cái robot Grace. Đấy. Robot Grace là cái mà cũng khá là chúng ta cũng đã biết, cũng đã từng đến cái thế hệ trước, cũng đã từng đến Việt Nam. Thì Cardano trở thành một cái môi trường để hỗ trợ cho một số module AI của Grace. AID cũng là một cái đối tác chiến lược của Cardano đấy, trong cái việc hỗ trợ cho cái định danh ở trong các cái nền tảng DeFi. Trong hội nghị thượng đỉnh đó thì cũng có quảng bá về cái công nghệ Hydra là một cái giải pháp mở rộng lớp 2 của Cardano. Thì chúng ta biết đấy là đây nó với cái hình tượng Hydra là một cái con rồng 9 đầu. Đấy. Thì cái Hydra này nó cũng lấy cái hình tượng này để mô tả cái công nghệ Hydra. Tức là nó sẽ có nhiều đầu. Mỗi đầu này nó sẽ có thể độc lập, hoạt động độc lập để tất nhiên cái ý tưởng này thì cũng không phải là mới. Chúng ta cũng đã từng thấy sidechain là những cái giải pháp ở lớp 2 ấy, nó không ở lớp 1 thì là nền tảng blockchain rồi. Lớp 2 thì để coi là off-chain. Thế và giữa hai cái đó thì nó có một cái liên thông. Thì Cardano cũng có cái cơ chế là, và những cái đầu này thì thường nó ở các cái staking pool.
và mỗi khi mở một cái đầu ấy ra thì nó sẽ khóa một số cái giao dịch và trong của một giữa một số giữa một số cái những người mà giao dịch với nhau, và trong cái đầu đó thì người ta có thể giao dịch, và đến khi kết thúc quá trình giao dịch thì bắt đầu mới cập nhật lại xuống lớp 1. Thế và nó cũng khác biệt so với những cái nền tảng khác là smart contract cũng có thể chạy được ở trên các cái đầu này. Đấy, và tương tự như là ở lớp dưới, lớp 1 thì cái smart contract nó cũng chạy được ở trên lớp 2. Thì đấy là một số cái thông tin về chung chung tổng quan về Cardano và một số cái sự kiện trong cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi. Thế còn bây giờ thì sẽ giới thiệu mọi người sâu hơn một chút về cái roadmap roadmap của Cardano và những cái mà Cardano đã các cái kỷ nguyên đã thực hiện. Đấy. Thì đây chúng ta thấy là có 5 kỷ nguyên đây. Kỷ nguyên đầu tiên. Thì trong mỗi kỷ nguyên này ấy, thì bao giờ cũng có hai cái mảng. Một mảng là research. Hai là những cái mảng mà các cái công việc đã phát triển trong cái kỷ nguyên đó. Đấy. Thế thì ví dụ như là ở trong cái phần research, ở trong nghiên cứu đấy, chúng ta có thể hình dung là một là phần là nghiên cứu, hai là ứng dụng và triển khai. Kỷ nguyên nào cũng thế, chia ra làm hai cái rất là rõ. Một cái là nghiên cứu, một cái là chúng ta như là research và dev ấy. Thì ví dụ như là ở trong cái kỷ nguyên đầu tiên này, thì chúng ta thấy là kết quả của những nghiên cứu này bao giờ cũng là những cái paper. Đấy. Ví dụ như là đây, chúng ta sẽ bấm vào thì chúng ta sẽ có những cái paper cụ thể. Đấy. Ví dụ như là đây là một cái bài mà về cái ngẫu nhiên nghiên cứu về những cái ngẫu nhiên của đấy, thì chúng ta thấy rằng là như bài này là đến hơn 20 trang. Thế rồi cái cơ chế đồng thuận. Cái cây này là tôi cũng tổng hợp ra và vẽ ra để cho nó dễ hình dung dưới dạng cây và gắn các cái paper vào những cái này, những cái nội dung cụ thể của các cái bài báo này. Đấy. Thì ở trong cái quyển nguyên này chúng ta thấy là đầu tiên là cái cơ chế đồng thuận này. Ouroboros. Đấy. Là cái group of stake. Nhưng mà trong cái quá trình phát triển thì Cardano cũng phát triển khá là nhiều cái phiên bản về cơ chế đồng thuận. Và mỗi một cái này chúng ta thấy đều là các cái paper đã được công bố. Đấy. Rất là chi tiết như là về các cái layer của Cardano như thế nào, rồi về cái đặc tả về cái sổ cái của Cardano làm sao.
Đó. Họ đầu tư về mảng xuất bản với nghiên cứu có nhiều quá thầy ha. Đấy, rất là bài bản và rất là nhiều. Dạ, mọi thứ không chỉ được thông qua là white paper mà đều được chứng minh qua bởi các cái chuyên gia trong ngành. Đấy. Và đây là đều là được phản biện kín và phản biện độc lập của những cái hội nghị cũng như là cái tạp chí rất là có uy tín. Thế còn về cái công việc mà họ đã triển khai ở trong cái đấy, đấy, ví dụ như trong một cái kỷ nguyên này, người ta làm đến 21 cái đầu việc. Đấy. Triển khai cái giao thức đồng thuận Ouroboros này, rồi phát hành cái đồng ADA, rồi cái xây dựng cái Explorer của Cardano, xây dựng cái ví. Đấy. Đấy, rồi là optimize cái UTXO. Về cái mô hình thì Cardano sử dụng cái mô hình UTXO tương tự như là của Bitcoin. Tất nhiên là có cái sự mở rộng. Đấy. Thì nó cũng có những cái ưu và nhược điểm so với cái mô hình là dạng balance như là của Ethereum. Mỗi cái nó đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Thì Cardano lại lựa chọn cái UTXO. UTXO là unspendable output, transaction output. Cái về cái này thì có thể là một cái buổi nào đó sẽ trình bày về cái sâu hơn về Bitcoin ấy, thì sẽ trình bày cái UTXO này nó chi tiết hơn, nhưng mà nói một cách gọi là vắn tắt ấy, thì cái mô hình này nó sẽ giống như là ví dụ như cái mô hình balance thì nó giống như là cái internet banking là chúng ta có số dư tài khoản đấy. Ví dụ như chúng ta có 1 triệu đồng trong tài khoản đi, thì mỗi lần chúng ta chi tiêu ấy thì chúng ta chỉ trừ nó đi, ví dụ như là tiêu 200 thì chúng ta sẽ trừ trong tài khoản đi đấy, thì đấy là mô hình kiểu tài khoản giống như là Ethereum. Thế còn cái mô hình của Bitcoin mà dùng cái gọi là unspent transaction output ấy, thì nó lại là giống như là trong ví, tức là giống như là cái ví thực tế, chứ là trong ví chúng ta sẽ có nhiều cái đồng tiền mệnh giá khác nhau. Chúng ta có đồng mệnh giá là 10.000, 20.000, 150.000, 100.000, 200.000, 500.000. Đấy. Thế thì cái mô hình này nó sẽ không có số dư, mà cái tổng số tiền nó sẽ là tổng của các cái đồng ở trong ví, mệnh giá của trong ví. Thế thì các cái đồng ở đây ấy, các cái tiền của người dùng ấy chính là các cái giao dịch đấy, và mỗi giao dịch nó có mệnh giá khác nhau, thì cộng tất cả các giao dịch đấy thì ra số tiền, tức là cộng ví dụ như là trong ví chúng ta có bao nhiêu tờ đấy thì chúng ta cộng các cái mệnh giá của cái tờ đó. Thế còn trong ví điện tử, ở trong cái ví ở Bitcoin hay là Cardano ấy, thì mỗi người sẽ có bao nhiêu cái giao dịch mà chưa được chi trả được, chưa được trả đi, nó gọi là unspent ấy, thì tiền của tôi sẽ là do tôi có bao nhiêu cái giao dịch người ta chuyển đến cho tôi đấy, và tôi cộng tất cả các giao dịch đấy thì nó sẽ ra cái số tiền của tôi, chứ nó không có một cái số dư giống như là Ethereum. Thì đấy là mô hình. Và cái smart contract của Bitcoin ấy, thì nó sẽ nằm luôn ở trên cái một cái giao dịch đấy, thì nó khác với lại Ethereum. Ethereum thì
họ xây dựng cái smart contract. Nó tất nhiên thì khi là deploy thì nó cũng như là một giao dịch, nhưng mà khi kích hoạt nó thì người ta sẽ gọi nó như một cái gọi hàm. Còn các cái mô hình như là Bitcoin đây ấy, thì cái smart contract nó nằm luôn lên ở trong giao dịch, thế cho nên là nó bị hạn chế hơn. Đấy. Thì từ cái kỷ nguyên đầu tiên này, người ta cũng đã phát triển cả các cái ví. Đấy, các cái ví Yoroi, Live, Wallet, rồi là cả ví cứng nữa. Tức là họ đi rất là chi tiết bài bản. Đấy. Rồi thì tối ưu cái lưu trữ của các block này. Đấy, rồi xây dựng testnet. Đấy. Ví dụ như thế, tức là trong cái kỷ nguyên này họ triển khai các cái đầu việc như vậy. Thì đấy là, tức là nhìn ở bề ngoài thì chúng ta không thấy được, nhưng mà đi sâu vào thì thấy là cái khối lượng công việc của họ rất là lớn, kể cả nghiên cứu lẫn là triển khai. Cho nên là, và họ triển khai cũng rất là bài bản, họ không nóng vội, thế cho nên là nó không phải đập đi xây lại. Tuy nhiên cũng có một số lần thì cũng phải thay đổi, nhưng mà nó khác với lại cái nền tảng Ethereum. Ethereum thì nó khá là chắp vá và nó không được thiết kế một cách bài bản ngay từ đầu. Thế còn đây là họ ý làm rất là bài bản, chậm nhưng mà rất là chắc và có cái nền tảng rất là vững chắc. Đấy. Thì trong cái kỷ nguyên thứ hai này, decentralized, thì các cái công trình chúng ta thấy là trong cái kỷ nguyên này thì có đến 11 cái công trình chính, nhưng là có rất nhiều các cái paper khác nữa, nhưng mà đây là những cái paper mà khá là quan trọng. Ví dụ như là cái đồng thuận đây thì người ta, trong cái chỗ này người ta đã có hai cái cơ chế đồng thuận, Ouroboros, Genesis và Browse. thì đấy là những cái mà điểm qua những cái đấy. Cái phần tiếp đây là có ba cái cơ chế đồng thuận, Ouroboros, Byzantine, Fault Tolerance. Đấy. Thì họ xây dựng rất là bài bản và khối lượng cũng khá là lớn. Thì đấy là riêng về cái mảng nghiên cứu. Còn ở đây thì đấy, về cái khối lượng công việc ở đây, cái kỷ nguyên thứ hai này cũng rất là lớn, 35 cái đầu việc. Thì điểm qua để mọi người hình dung. Thì những cái này là tôi cũng phải đọc rồi chắt lọc nó ra để sau đó thì đưa vào cái sơ đồ tư duy này.
Đây là cái kỷ nguyên mà vừa mới qua đấy, thì có một số cái điều có lẽ là sẽ dừng lại sâu hơn một chút. Đấy là cái smart contract. Tại sao smart contract lại quan trọng? Tất nhiên thì cũng có một số chuyên gia cho rằng là smart contract không chỉ là cái ngôn ngữ lập trình, cũng không quan trọng lắm. Đấy. Nhưng mà đối với theo cái quan điểm của tôi ấy, thì smart contract thì nó lại là khá là quan trọng, bởi vì nó chính là cái hạn chế hay là cái mạnh mẽ của nó nằm ở chính cái thiết kế cái ngôn ngữ smart contract. Chúng ta thấy là smart contract của Bitcoin rất là hạn chế, gần như là nếu như chỉ dùng các cái smart contract ở on chain thì không thể làm DeFi, không thể làm các cái hệ sinh thái được, bởi vì smart contract của Bitcoin cũng như là của Stellar thì lại còn thô sơ hơn. Thì cái Stellar thì nó chỉ là các cái điều kiện thôi, và cái còn Bitcoin thì nó có script, nên là cũng có một cái ngôn ngữ nhưng mà dạng thô sơ. Nhưng cái ngôn ngữ này ấy, thì chủ yếu để nó xác thực cái tính hợp lệ của cái giao dịch, nó chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Tức là xác định là cái giao dịch đấy có khi nào thì hợp lệ, khi nào thì không, chứ nó không thực hiện các cái logic, business logic, những cái bài toán nghiệp vụ. Thế cho nên là nó, chúng ta thấy là Bitcoin gần như là không có những cái hệ sinh thái gì. Tất nhiên thì cũng có một số cái dự án, nhưng mà chủ yếu là off chain, chứ còn on chain thì rất là hạn chế. Ethereum thì cũng khá hơn, mà họ phát triển cái ngôn ngữ Solidity cũng khá là gần với lại cái ngôn ngữ JavaScript, là cái ngôn ngữ bậc cao rồi, nhưng mà vẫn còn khá là nhiều hạn chế. Và tại sao người ta lại hạn chế, là bởi vì cái smart contract ấy, nó sẽ thực hiện, nó sẽ được thực hiện trên tất cả các nốt. Chính vì thế mà nó sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Đấy. Một cái smart contract nó đều phải thực hiện, có bao nhiêu nốt thì phải thực hiện trên bấy nhiêu lần. Thế cho nên là, mà nếu như cái smart contract mà nó bị treo, ví dụ bị treo đi chẳng hạn, thì nó sẽ treo toàn bộ hệ thống luôn. Tại vì nó chạy trên tất cả các cái nốt, mà nó cứ treo thì tất cả mạng lưới dừng, không hoạt động được. Thế nên là người ta phải cắt giảm đi rất là nhiều, rất là nhiều các cái tính mạnh mẽ của các cái ngôn ngữ lập trình. Dễ thấy ví dụ như là cái việc xử lý cái dấu phẩy động là Ethereum không có, hoặc có dự định nhưng mà cũng chưa triển khai, tức là chỉ làm việc với số nguyên thôi. Đấy. Khi mà cần phải có, ví dụ như chúng ta đổi tỷ giá chẳng hạn, nó sẽ ra số lẻ, thì lại phải dùng mẹo mực để mà thực hiện, chứ nó không có dấu phẩy động. Đấy. Rồi rất nhiều các cái hạn chế khác nữa. Thế cho nên ý, trong khi đó thì các cái nền tảng ví dụ như Cardano thì họ dùng cái Haskell làm cái ngôn ngữ hướng chức năng rất là mạnh. Đấy, họ có thể chạy full luôn cái ngôn ngữ đó. Thế cho nên là nó mạnh hơn rất là nhiều.
Và riêng về smart contract ấy, thì có thể nói Cardano là một trong những nền tảng tiên tiến nhất hiện nay, vì nó không chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ cho smart contract mà nó hỗ trợ ba ngôn ngữ khác nhau cho những cái trường hợp sử dụng khác nhau. Đấy. Cho nên là, và chính vì cái sự mạnh mẽ của cái ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ dễ dàng tạo ra các cái DApp, tạo ra các cái ứng dụng, tạo ra các hệ sinh thái nó mạnh hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Thế cho nên là nói là smart contract không quan trọng thì tôi nghĩ là không đúng. Thế. Và ở đây họ tập trung rất là nhiều nghiên cứu cũng như là cái khối lượng công việc cho cái smart contract này, và nó là một cái kỷ nguyên, và trong đó phần lớn là triển khai và làm các cái smart contract. Thì đây là họ có ba cái ngôn ngữ cho smart contract là Plutus, Malloy và Glows. Thì đây là cái ngôn ngữ mà dùng để viết smart contract. Thì họ sử dụng cái ngôn ngữ Haskell đây. Cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ gọi là thực hiện theo chức năng hay là theo hàm, và nó có cái ưu việt đấy là nó có thể chạy cả trên on chain và off chain. Chúng ta biết rằng là nếu mà làm Ethereum ấy, mà các bạn đã theo cái khóa của thầy Khoa đấy, thỉnh thoảng tôi cũng xem lại một số cái clip của diễn đàn, thì tôi thấy là thầy Khoa cũng đã có một số buổi chia sẻ về lập trình smart contract. Thì các bạn sẽ thấy là để xây dựng một cái DApp thì phải sử dụng ít nhất hai ngôn ngữ, một là Solidity đấy, để viết các cái smart contract ở trên on chain, thứ hai là viết cái DApp off chain, mà thường là sẽ sử dụng Node.js đấy, thường sử dụng Node.js. Như vậy là phải sử dụng hai cái ngôn ngữ ở trên hai cái môi trường hoàn toàn khác nhau. Đấy. Thế thì cái ngôn ngữ Plutus này thì nó dùng một cái ngôn ngữ nhưng mà có thể triển khai được cả on-chain, tức là chạy smart contract ở trên blockchain, cũng như là DApp là hoàn toàn viết cũng bằng một cái ngôn ngữ. Thế thì nó sẽ, một là nó, cái người lập trình ấy, thì chỉ cần biết một ngôn ngữ thôi có thể triển khai cả on chain off chain. Thứ hai á, là mình có thể gọi là tối ưu, có một số chức năng thì mình ban đầu mình để on chain nhưng mà sau đó thì mình lại move qua off chain hoặc ngược lại. Đấy, nó khá là linh hoạt và mình tùy theo cái performance của hệ thống như là các cái chức năng ấy, thì mình có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa on-chain và off-chain. Thì cái điều đó thực hiện ở Ethereum thì rất là khó. Đấy, thậm chí là không làm được. Đấy. Bởi vì cái Solidity nó khá là hạn chế. Một cái smart contract của Ethereum ấy, nó bị giới hạn bởi 24K. Thế nên là một cái logic mà nó hơi phức tạp một chút ấy, thì không thể viết trên một smart contract được. Buộc phải viết thành ra rất là nhiều cái smart contract khác nhau. Thì cái Plutus này nó có cái ưu điểm là như thế.
Đấy. Nó có thể cùng một cái ngôn ngữ mà ngôn ngữ của bản thân nó rất là mạnh và nó có cái tính an toàn bảo mật khá là cao. Đấy, nó hạn chế được những cái lỗi. Tất nhiên là lỗi thì cũng đã nhiều lần chúng ta tranh luận trên diễn đàn. Cũng có một cái tranh luận là về cái ngôn ngữ Solidity. Rất là nhiều lỗi. Hay là cái ngôn ngữ khác thì nó ít lỗi hơn. Tất nhiên thì các cái ngôn ngữ, có nhiều ngôn ngữ thì họ ấy chú trọng đến cái vấn đề về hạn chế các cái lỗi lập trình. Thì điều đó là đúng, là có những cái ngôn ngữ nó thiết kế ra để hạn chế những cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào cái ngôn ngữ lập trình để nói rằng là sẽ không có lỗi. Mà cái lỗi logic ấy, thì nó sẽ luôn luôn tồn tại. Đấy, chứ không có một cái ngôn ngữ nào có thể hạn chế được hết các cái lỗi cả. Thì đó là về cái ngôn ngữ Plotus này. Ngoài ra thì cái ngôn ngữ tiếp theo cũng là dạng smart contract, nhưng mà họ gọi là domain specific language for creating financial smart contract. Tức là cái ngôn ngữ này nó ở bậc cao hơn rất là nhiều so với Plotus, và nó không đòi hỏi cái kỹ năng về lập trình nhiều, mà thậm chí là chỉ cần một người làm về tài chính thôi. Thậm chí là họ kéo thả và họ cũng đã để xây dựng được cái smart contract rồi cho lĩnh vực tài chính rồi, và nó được build on top của cái Plotus và Haskell. Đấy. Còn cái ngôn ngữ, một cái ngôn ngữ là Glow thì nó lại ở cái bậc thấp hơn. Thì nó lại có một cái ưu điểm, tức là khi cái Glow đấy nó được thiết kế ra để nó làm cái máy ảo tương thích với lại Solidity của Ethereum. Cái mục tiêu là để có thể chuyển các cái smart contract trên các nền tảng như là Ethereum hoặc là Binance qua mà không phải sửa chữa nhiều. Đấy, thì cái mục đích của cái ngôn ngữ Glow nó đặt cái mục tiêu là như thế. Tuy nhiên thì họ phát triển hơn nữa, đặt một cái kỳ vọng lớn hơn nữa, tức là muốn đưa thành một cái ngôn ngữ tiêu chuẩn cho tất cả các cái nền tảng blockchain, chứ không chỉ là để tương thích với lại Solidity của Ethereum nữa. Đấy. Tức là họ muốn làm sao để cái tính gọi là tổng quát, đấy, và có thể nó sẽ liên thông được giữa các cái nền tảng khác nhau. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là cái smart contract của cái Cardano nó phong phú và nó mạnh và nó ưu việt hơn các cái nền tảng khác rất là nhiều. Đấy, tức là cái nó hỗ trợ một cái ledger multi currency. Thì nó cho phép là support theo các cái chuẩn như là ERC-20 rồi NFT vân vân. Và đây họ xây dựng một cái máy ảo. Đấy. High quality formally verified smart contract virtual machine tương thích với lại cái Ethereum virtual machine
EVM của Ethereum. Thế cho nên là có thể move những cái smart contract của Ethereum qua một cách nhanh chóng. Nhưng mà cũng nghe một cái nguồn tin là cái dự án này họ cũng không đẩy nhanh phát triển nữa, mà họ đang chú trọng vào những cái mảng khác quan trọng đối với họ hơn. Thì đấy là một số cái liên quan đến smart contract. Còn trong phần research ở đây, cái này có một cái cũng khá là thú vị. The smart contract based decentralized public key infrastructure. Đấy. Đấy là cũng là một cái công bố, một cái đề xuất cũng khá là thú vị. Bởi vì chúng ta biết rằng ấy là cái public key infrastructure ấy, hiện nay là một cái nền tảng rất là quan trọng trong cái thương mại điện tử cũng như là chính phủ điện tử, vì nó hỗ trợ cái việc ký số, tạo ra các cái CA, các cái chứng thư số ấy, và để ký số. Vì chúng ta biết rằng ấy, trong cái công cuộc chuyển đổi số này ấy, thì các cái giao dịch cũng như là các cái hợp đồng, các cái văn bản ấy, cần ký. Nếu như mà chúng ta lại trong cái dòng chảy, cái workflow ấy, nó đang là dữ liệu số, thế mà bây giờ cần tính pháp lý mà lại phải in ra xong rồi ký và đóng dấu xong lại chuyển nó thành số, thì nó bị đứt gãy trong cái workflow đấy. Thế thì các giao dịch nó đều cần phải có tính pháp lý. Thì trong cái dòng chảy đó thì cái chữ ký số nó đáp ứng được cái việc là cho cái workflow nó không bị gián đoạn. Đấy. Và nó vẫn đảm bảo được cái tính pháp lý. Thế cho nên là cái nền tảng về public key infrastructure nó có vai trò rất là quan trọng trong chính phủ điện tử như là thương mại điện tử. Đấy, mà bây giờ chúng ta có nói đến chuyển đổi số thì cái vai trò nó lại càng quan trọng hơn. Tất cả nó đều là thành dữ liệu số rồi, và nhiều cái khu vực nó đòi hỏi cái dữ liệu nó phải có cái tính pháp lý. Mà tính pháp lý thì chỉ có chứng thư số và ký số nó mới đảm bảo được. Thì ở đây họ đề xuất một cái nền tảng gọi là dùng smart contract và decentralized cái hạ tầng khóa công khai, nhưng mà là dùng smart contract và decentralized. Hiện nay thì phần lớn các cái public key infrastructure này thì đều là tập trung. Đấy. Tập trung thì nó có những cái nhược điểm mà chúng ta thấy rồi. Dễ bị tấn công, rồi single point of failure. Đấy, rồi thì có thể xảy ra những tiêu cực vân vân. Thì họ đưa cái smart contract và decentralized vào thì nó sẽ đảm bảo được cái tính an toàn cũng như là hạn chế được các cái tiêu cực và nâng cao cái khả năng sống còn của hệ thống lên. Thì họ đề xuất cái smart contract và decentralized đấy. Đây họ còn đưa ra một cái khái niệm là contract và dựa trên blockchain và functional. Một cái khái niệm nó cao hơn là smart contract. Thì đấy là sơ bộ về một số cái kỷ nguyên. Thế còn thêm cụ thể hơn về cái dự án này thì chúng ta sẽ
phân tích thêm là tại sao lại dùng Cardano, ví dụ thế. Và người ta thường nói đến Cardano là một cái nền tảng thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ nhất thì là Bitcoin và những cái nền tảng mà không có smart contract. Cái thế hệ thứ hai là có smart contract. Và thế hệ thứ ba đấy là phát triển xây dựng thành các cái hệ sinh thái và cái khả năng về mở rộng, về tính tương tác như là cái tính ổn định. Đấy, thì cái phần đầu thì chúng ta cũng đã nói qua rồi, Hydra là một cái cơ chế đồng thuận mới mà nó cho phép cái khả năng giao dịch mở rộng lên rất nhiều, gần như là tuyến tính. Và một cái đầu Hydra này thì nó có thể xử lý được cỡ 1.000 giao dịch trên giây. Thế và 1.000 cái đầu Hydra này thì nó sẽ hỗ trợ lên đến 1.000.000 giao dịch một giây. Đấy. Chúng ta thấy rằng là Solana là một cái nền tảng mà có cái số lượng TPS giao dịch trên giây lớn nhất hiện nay, cỡ khoảng 57 đến 62.000 giao dịch trên giây. Thì với cái Cardano mà sử dụng Hydra này thì có thể nó lên đến 1.000.000 giao dịch trên giây nếu mà sử dụng 1.000 cái đầu Hydra. Mỗi cái đầu Hydra này có thể coi như là một cái mà thực tế nó là một cái staking pool. Đấy, về cái tính gọi là liên tác thì nó sẽ đảm bảo là một cái môi trường nhiều chức năng cho các cái hoạt động về tài chính rồi về thương mại. Đấy. Rồi nó hỗ trợ cái việc chuyển đổi giữa các cái đồng khác nhau, giữa các cái nền tảng blockchain khác nhau. Chúng ta thấy là Polkadot là một cái nền tảng mà liên tác tương tác giữa các cái nền tảng blockchain rất là tốt, có thể ví như là cái router để chuyển mạch giữa các cái nền tảng blockchain, thì Cardano nó cũng có cái khả năng đó. Và đây là nó có thể là tương tác với cái hệ thống các cái thực thể về ngân hàng tập trung. Đấy. Và như cái phần đầu chúng ta đã thấy mục tiêu là trong năm nay năm sau là onboard 50 cái ngân hàng truyền thống trên nền tảng. Thì ở đây là về mặt kỹ thuật thì họ cũng đã sẵn sàng. Đấy, như cái phần trên đã vừa nói đấy, là support cross chain transfer rồi multiple token types. Còn đây là một số cái ưu điểm của cái nền tảng này một cách nó gọi là cụ thể hơn. Cái phần đầu thì tôi cũng đã chia sẻ về quan điểm cá nhân rồi. Thì ở đây là tổng hợp lại chi tiết hơn, tức là academic research, đấy là một cái mà các nền tảng khác không được chú trọng như ở đây. Tất nhiên họ vẫn có nhưng mà nó không được chú trọng như chúng ta đã phân tích.
Đấy, vì về cái về thiết kế hệ thống thì Cardano thì được viết hoàn toàn trên cái Haskell này, và các cái ngôn ngữ smart contract cũng được viết ở trên cái ngôn ngữ này, thế cho nên là nó khá là thuần thuần nhất. Đấy, từ nền tảng cho đến các cái thành phần smart contract. Đấy. Cho nên cái việc tích hợp cũng như là sử dụng rồi chuyển đổi giữa các thành phần thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Đấy, và đây là cái ngôn ngữ mà hướng chức năng và có cái thiết kế nó làm cái ngôn ngữ rất là an toàn so với lại các cái ngôn ngữ khác. Thế về vấn đề security thì họ thiết kế ra cái ngôn ngữ, đề xuất cái ngôn cái cơ chế đồng thuận Ouroboros. Đấy. Thì cũng về tăng cường và cũng rất là chú trọng đến cái vấn đề security. Về cái vấn đề năng lượng thì cũng đã bàn đến ở cái phần đã chia sẻ phần đầu rồi. À, có một cái điểm cũng khá là thú vị. Đấy là seamless upgrade. Đấy. Tức là nó khi mà update ấy, thì gần như là không phải có những cái hard fork, như là ví dụ như chúng ta thấy là Ethereum này, Bitcoin này, khi mà có những cái update ấy, thì mà lớn ấy, thì phải có những cái fork, là những cái bản mà nó rẽ nhánh ra. Thì ở đây ấy, người ta nâng cấp nó không, nó rất là smoothly và nó không bị fork như là các cái nền tảng khác. Đấy. Ở đây thì cũng chia sẻ thêm một chút ấy, là cái cơ chế mà người ta upgrade này ấy, nó ngoài cái ưu việt đã kể trên ấy, thì người ta cũng đã nghĩ đến những cái việc mà sau này máy tính lượng tử mà ra đời mà có cái công suất lớn, thì các cái chữ ký số hiện nay ấy, các cái hệ mật hiện nay thì sẽ bị phá bởi cái máy tính lượng tử. Đấy. Đấy cũng là một cái question là khi mà xuất hiện máy tính lượng tử thì các nền tảng blockchain sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng là trong cơ sở về mật mã của blockchain nó chủ yếu là có hai cái nguyên thủy mật mã. Một đấy là hàm băm, hai là chữ ký số. Hàm băm thì nó không ảnh hưởng nhiều bởi máy tính lượng tử. Nếu mà có sử dụng máy điện tử thì nó có thể là tăng cái tốc độ vét cạn lên, hoặc là tăng cái tốc độ tính toán lên gấp đôi thôi. Đấy. Thì nó không không có ý nghĩa nhiều. Tức là thực ra nó vẫn là ở cái thời gian đa thức gấp đôi thôi mà. Nhưng đối với lại chữ ký số, để chúng ta biết rằng là trong đối chữ ký số hiện nay là đang dùng cái chữ ký số ECDSA của hệ mật đường cong elliptic, và gần đây thì một số cái nền tảng blockchain mới thì sử dụng cái đường cong Edwards. Nhưng mà cả hai nền tảng này ấy, thì đều dùng một cái bài toán khó, đấy là bài toán logarit rời rạc. Thì cái bài toán logarit rời rạc ấy thì đã bị phá bởi Peter Shor năm 1997, thì ông đã đưa ra một thuật toán để phá break các cái thuật toán mà dựa trên cái logarit rời rạc, cũng như là cái bài toán phân tích theo thử số nguyên tố của hệ mật RSA. Thì với cái thuật toán đó là có thể giải được trong thời gian đa thức,
Đấy. Mà thời gian thường giải để trong thời gian đa thức thì có nghĩa là cái thuật toán nó bị phá. Duy chỉ có điều là các cái máy tính điện tử hiện nay mới chỉ đạt được 72 qubit thì nó chưa đủ cái công suất để phá được các cái thuật toán đường về về logic rời rạc mà sử dụng ở trong các cái thuật toán chữ ký số ECDSA hoặc là EDDSA của Edward, đường cong Edward. Thì người ta tính ra rằng ấy, máy tính điện tử phải lên đến 4.000 qubit thì mới có thể phá được cái thuật toán LSA tương đương với lại cái EC cái đường cong elliptic 256 bit. Thì hiện nay với 72 qubit thì vẫn còn xa đối với 4.000 qubit. Nhưng mà cái tốc độ hiện nay đầu tư vào cái mảng máy tính điện tử ấy, thì cũng rất là lớn. Hầu hết các cái quốc gia cường quốc đều có cái sự đầu tư về cái máy tính điện tử này. Mỹ này, Nga này, Nhật này, các nước EU đầu tư rất lớn. Ngay cả Việt Nam thì trong cái định hướng về phát triển khoa công nghệ thì cũng có một cái mảng về máy tính điện tử. Thế thì như vậy ấy, thì các cái chữ ký số mà chúng ta biết là mỗi giao dịch ở trong blockchain đều phải có ký số. Mà ký số đó mà bị bẻ mất ấy, thì hệ thống coi như là bị sụp đổ. Hoặc là từ cái public key người ta có thể bẻ để tìm ra cái private key thì hệ thống cũng coi như bị sụp đổ. Thì trong trường hợp đó thì buộc phải thay thế cái hệ mật và đặc biệt và cũng là thay thế cái thuật toán về chữ ký số. Thế thì Cardano họ cũng gọi là ý thức được cái việc ấy và trong cái quá trình thiết kế hệ thống thì họ cũng thiết kế để làm sao là sau này thay đổi cái thuật toán chữ ký số đó nó không làm phá vỡ hoặc là không làm xáo trộn đi. Thế cho nên họ mới đưa ra cái seamless upgrade này để có thể đưa cái thuật toán chữ ký số mới vào mà nó gần như không có cái sự xáo trộn trong hệ thống. Đấy, đấy cũng là một cái mà các nền tảng khác không có. Tức là một nền tảng khác mà thay đổi thì chắc chắn là phải fork và fork hard fork ấy, chứ không chỉ là soft fork. Và nói chung là cũng sẽ rất là mệt mỏi. Thì ở đây họ có thể thay thế cơ chế đồng thuận rồi là thay thế các cái thậm chí các cái thành phần nó không bị xáo trộn và bị ảnh hưởng. Đấy, thì còn đây là sử dụng về smart contract rồi hướng các cái chức năng cũng như là hướng với đến các cái domain. Đấy. Thì đấy là những cái gọi là ưu việt của cái hệ thống này. Cái này là các cái kỷ nguyên thì anh đã nói rồi. Sơ qua một chút về cơ chế đồng thuận đây. Thì ngay từ đầu họ đã là proof of stake rồi. Đấy. Thì ở đây là các cái này là đều có các cái paper liên quan đến các cái cơ chế đồng thuận. Thử ví dụ một cái đây.
Con làm bài bản quá thầy ha. Em thấy bao nhiêu chất xám trong này. Đúng rồi. Đấy. Thì đây là những cái phân tích về những cái ưu việt của cái Proof of Stake này. Thì phần lớn chúng ta cũng đều có những cái bài phân tích về Proof of Stake và Proof of Work rồi. Cái Brown này thì đây cũng có cái phân tích sơ bộ về cái nguyên lý của nó chia ra thành các cái epoch, cũng là các cái kỷ nguyên. Đấy, đọc cái này, những cái này đau đầu hết. Toán rất nhiều, học thuật rất cao. Cái này, đọc cái white paper của Bitcoin có 9 trang thì cũng đã là ấy rồi. Đây là toàn như cái Arboros này khoảng 60 trang, thậm chí là có những cái đến cả 100 trang. Đọc để hiểu hết tiếng mà căng thầy nhỉ. Đấy. Thầy thầy còn đang review trên một paper đấy ạ. Là kinh. Đấy, cơ chế đồng thuận hiện nay là nó có 5 cái như này: Classic này, Byzantine này, Brown Genesis, và cái cuối cùng đây đang là Hydra. Như là để phân tích cái này thì chắc là mất khá là nhiều thời gian. Nên là trong cái buổi này chỉ chia sẻ những cái gọi là đấy thôi. À, các cái nốt ở trong Cardano thì nó duy trì cái kết nối thì cũng giống như các nền tảng khác thôi. Nhưng mà nó được nhưng mà gần đây ấy, thì các cái nốt ấy thì nó, tại vì nó là proof stake, thế cho nên là người ta sẽ cho tạo ra những cái pool mà trên đấy có thể chạy smart contract để cho những người mà tham gia pool, đóng góp vào pool, thì cũng có cái lợi ích trong cái việc là tạo pool và tham gia cái cơ chế đồng thuận proof stake ấy. Còn về kiến trúc thì đây là cái gọi là kiến trúc khái quát của Cardano. Đây là các cái nốt. Và bên bên ngoài này thì có thể coi đấy là off-chain hoặc là các DApp. Thế còn ở trong on-chain đấy, thì nó có những cái thành phần như này. Ở trong đó nó có một cái cơ sở dữ liệu PostgreSQL đấy, và có một cái ví để liên kết.
các cái nốt thì thực thực thi các cái giao thức đồng thuận, xác thực và chuyển các cái block mà đã được xác thực, rồi tạo ra các cái block mới. Thì đấy là các cái nốt. Ở trong này thì nó có cái môi trường dòng lệnh này. Đây là các cái thành phần của hệ thống, gồm có các nốt, rồi có các cái giao diện dòng lệnh để ví này. Rồi có cơ chế đồng thuận, cơ chế đồng bộ về dữ liệu. Rồi cái máy chủ cũng như là một số thành phần API. Còn đây là một số cái tool như là Explorer. Đấy. Trong Explorer thì nó thể hiện các cái thông tin về các cái khối và về các cái giao dịch. Thế còn về smart contract thì đây cũng có cái phân tích thêm. Đấy thì cái kiến trúc của nó là on chain và off chain. Đấy, chúng ta thấy về on chain thì làm gì? Thì nó on chain nó có cái Plutus Core. Đấy. Và các cái Plutus này thì nó sẽ được biên dịch thành vào cái Plutus Core. Và Plutus Core này thì nó là cái ngôn ngữ script để mà thực hiện các cái mô hình UTXO mở rộng của Cardano. Và cái này thì như chúng ta cũng đã trao đổi rồi, nó script này nó được viết bằng cái ngôn ngữ Haskell. Và những cái script này thì nó được thực thi bởi các nốt và trong cái quá trình mà xác thực các giao dịch ở trên blockchain. Với off-chain thì cái kiến trúc của nó có cái framework, Plutus Application Framework, đấy, dùng để viết các cái DApp. Và nó cũng sẽ được biên dịch bằng cái Glasgow này. Glasgow mà lúc nãy đã trao đổi đấy. Nó giống như là cái ngôn ngữ trung gian. Và nó sẽ thành cái chuẩn để cho các cái nền tảng khác nhau. Tức là các cái không chỉ cái Plutus này mà các cái ngôn ngữ khác của các nền tảng khác ấy, nó cũng sẽ được biên dịch ra Glasgow này, giống như là cái bytecode của Java. Đấy, thì ở đây như là trước chúng ta đã nói đấy, cả on-chain, off-chain thì được sử dụng chung một cái ngôn ngữ. Đấy. Thì cái này chúng ta đã phân tích rồi.
Đấy, và đây nó cũng support cho cái user defined token. Đấy, hỗ trợ cả cái ERC-20 cũng như là ERC-791 à 721 là cái NFT. Đấy. Và nó gọi là hỗ trợ luôn ở trong nền tảng chứ không không phải chạy một cái smart contract giống như Ethereum theo ERC-720. Đây nó có thể định nghĩa luôn. Thì cái gọi là extended unspent transaction output là cái mà đề xuất của phát triển mở rộng của cái mô hình UTXO của Bitcoin ấy. Thì nó cho phép là gì? Là cho phép hỗ trợ cái nhiều đa dạng đa tài sản cũng như là smart contract ở trên đó. Thì cái này là cái cũng đã giải thích về ví dụ về cái mô hình UTXO so với lại cái balance trên cái account đấy. Thì đây là những cái gọi là ưu việt của cái mô hình mở rộng. Đấy. Thì nó sẽ cung cấp một cái môi trường an toàn hơn cho các cái operation mà không có những cái lỗi. Và cái khả năng mở rộng cũng cũng như là cái privacy tốt hơn. Đó, vì về cơ bản nó là như thế. Còn đây là cái ngôn ngữ, cũng là cái ngôn ngữ smart contract mà nãy tôi cũng đã vừa chia sẻ đấy. Đấy. Thì đấy là cơ bản những cái mà nhân có một số cái này thì nó là use case thôi. Một số cái tool. Rồi, thì về cơ bản đấy là những cái mà tôi cũng chia sẻ qua về một số cái tổng quan về dự án Cardano cũng như là cái những cái nghiên cứu và những cái triển khai ở trong ba cái kỷ nguyên roadmap của Cardano và một số cái phân tích ưu nhược điểm cũng như là kiến trúc cũng như là cơ chế đồng thuận của cái nền tảng này. Thì sau đây có lẽ là chúng ta sẽ thảo luận rồi trao đổi thêm. Vâng ạ, dạ em cảm ơn thầy rất là nhiều. Cả nhà có ai thấy kiến thức của thầy thật là tuyệt vời và thầy thật là tận tâm để chia sẻ cho chúng ta, có thể thả tim trong ô chat cho thầy được không ạ? Đúng là cái lượng kiến thức cực kỳ khủng thầy nhỉ. Dạ, nếu mà để mà tìm hiểu mà hết những cái này có phải khả năng là mất thời gian ấy. Vâng, đúng rồi, rất là tốn nhiều thời gian đó. Nên là các bạn nhóm Cardano cố gắng mà chia nhau để cùng nhau tìm hiểu nhé các bạn nha. Rồi, các bạn nói là thầy vẽ cái này không cũng rất là cực kỳ công phu rồi thầy ha. Nguyên cái cây cực kỳ lớn, dạ. Cây mai mép cực kỳ lớn. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Dạ, wow. Thầy hệ thống mọi thứ rất là...
hệ thống hóa rất là tuyệt vời. Được. Em xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Sau đây thì xin mời tất cả các bạn có câu hỏi muốn thảo luận với thầy có thể giơ tay ạ. Rồi, xin mời bạn Hùng Như nhé. Xin mời Hùng. Alo Hùng ơi, mic em được không ạ? Em thử lấy mic đi. Rồi, xin mời anh Thuận, anh Thuận ạ. Chào anh Tuấn, chào Thành. Xin chào thật. Vâng. Cái nền tảng kiến thức của thầy Tuấn về học thuật blockchain thì đúng là ở Việt Nam, ít nhất là theo em biết thì ở Việt Nam là chắc không có ai bằng rồi. Thì ở đây có một câu hỏi tương đối sâu một chút đấy. Thông thường các cái nền tảng mà phát triển smart contract thì họ đều đi theo cái mô hình kiến trúc sổ cái theo hướng là account model. Trong khi đó thì Cardano vẫn design cái sổ cái của họ theo mô hình UTXO, nhưng mà có cái state machine như là Ethereum. Thế thì ở đây anh có thể nói giúp em là và cho khán giả biết là cái khác biệt về 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 kỹ thuật giữa extended UTXO cũng như là cái lợi thế cao bay. và tức là đây thực ra em và một số bạn ấy đã trong nhóm Cardano có trao đổi về cái extended UTXO này rồi, nhưng mà khi mà tìm hiểu các cái paper của Cardano á, tức là đọc đâu đó cũng có hiểu lờ mờ mà chưa có một cái ngôn ngữ nào cho nó thoát và để cho nó làm nó gọi là thực sự sáng tỏ cái vấn đề đó. Bạn của em đang đang làm contract ở trên trên Cardano nhé, trên Bluetooth nhé, thì chính là cái mô hình UTXO này nó ảnh hưởng đến cả cái việc là sẽ thiết kế contract và sẽ viết contract như thế nào luôn. Nó hoàn toàn khác với cái account model ở trên Ethereum hay là các cái platform khác, kể cả như là năn EVM như là Solana chẳng hạn, nó rất khác. Thì đúng rồi, là cái này nó khác hơn rất là nhiều, đúng không? Là trong cái mô hình UTXO này thì nó không cần và cũng không có cái win state, cái trạng thái, mà cái đấy chính là cái account của tức là cái balance đấy. Thì thế nên như lúc lúc đầu mình có chia sẻ là mỗi cái mô hình thì nó đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau, và đối với lại account base như lại Ethereum thì cái việc là làm smart contract nó đơn giản hơn khá là nhiều so với dựa trên cái extended UTXO. Thì mà đúng là các bạn đã gặp phải rồi, tức là nó không, gần như là không 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 dùng cái kiến trúc như đã làm ở trên Ethereum được. Và cái này thì cũng đã có một số cái buổi chia sẻ về về viết cái smart contract ở
trong cái mô hình này, mô hình OKXO, và cũng đã có một cái chia sẻ trong cộng đồng Cardano về cái này rồi. Nhưng mà hay có nhiều anh chia sẻ ở đâu, có phải trên VBI của mình hay là ở đâu ạ? À không, không phải VBI mà là trên cộng đồng Cardano. Dạ. Thế thì chắc hôm nào xin phép mời anh chia sẻ lại đi Thạnh ạ. Mời thầy Tuấn chia sẻ lại, bởi vì em tin chắc là rất nhiều anh em lập trình viên ở đây sẽ quan tâm đến cái việc viết contract trên UT trên Cardano đấy. Còn vâng, chứ nếu thế thì trong khuôn khổ một cái buổi nhỏ thế này thì nó cũng khá là nhiều. Em không được mất thời gian của các bạn khác. Ngược lại thì cái UTXO thì nó sẽ có cái ưu điểm hơn là ví dụ như là cái trên nền tảng Ethereum chẳng hạn, đúng không? Thì bao giờ chúng ta cũng phải mất cái gas đấy, dù nó có chạy được hay không hay là như thế nào thì kiểu gì cũng mất. Và chứ còn ở bên kia thì nó có thể kiểm tra được trước khi mà thực hiện đấy, thì là một trong những cái mà nếu mà đang nói về smart contract. Thế còn về chung chung thì đấy, cái UTXO thì nó không cần phải unstate. Cái cơ sở dữ liệu unstate ở trong Ethereum cũng khá là lớn. Thì có lẽ là sẽ có một cái buổi riêng về smart contract cho ở trong Cardano. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cũng cái là nó cũng có nhiều cái để chia sẻ ở trong đây. Dạ, hay quá. Dạ, rất là cảm ơn thầy. Em hỏi anh Tuấn nhanh một chút là như vậy thì đối với cái mô hình Extended UTXO của Cardano á, thì cái môi trường smart contract và cái hệ máy ảo của nó, em cho rằng là nó sẽ not Turing. Nó làm sao vậy? Alo, thật hình như là không nghe thấy. Ý em nói là như vậy là cái môi trường máy ảo và smart contract ở trên Cardano nó sẽ not Turing complete đúng không ạ? Tức là ý của thuật là như nào? Tức là thế này, em diễn giải một chút nhé. Bởi vì em cũng chưa đọc thấy một cái phân tích nào cụ thể, cho nên là có lẽ là một câu hỏi mở để buổi hôm sau khi anh chia sẻ thêm. Tức là đối với Ethereum trên cái account model ấy, thì cái EVM của nó là Turing complete. Turing. Vâng, nó là Turing complete. Nhưng khi smart contract chạy ở trên Cardano với cái UTXO thì không biết nó có cái virtual machine khi đó nó còn là Turing complete nữa không? Nó vẫn Turing chứ. Đấy là cái sự khác so với lại Bitcoin. Bitcoin thì là không phải Turing mà complete, nên nó hạn chế. Và chúng ta thấy là nó không có các vòng lặp, rồi nó không có những cái điều kiện giống như là một cái ngôn ngữ truyền thống. Còn ở đây nó là thậm chí nó là một ngôn ngữ mạnh. Dạ ok anh, nếu mà buổi sau có cái buổi chia sẻ thêm về lập trình contract ở trên Cardano thì em không có câu hỏi gì thêm nữa để cho các bạn khác. Rồi, cảm ơn anh Thuật rất là nhiều. Xin mời bạn Sơn.
Alo em, chào thầy Tuấn, chào anh Thạnh và chào tất cả anh chị. Em có hai câu hỏi, em muốn hỏi thầy Tuấn một chút. Thì cái smart contract của Cardano thì được khởi chạy từ ngày 12 tháng 9. Thì cho đến thời hiện tại thì chưa có một cái ứng dụng nào mà được triển khai ở trên Cardano. Thì theo em được tìm hiểu biết thì một trong lý do đó là cái ứng dụng ở cái công cụ Protoss application backend ấy chưa được hoàn thiện đấy. Thì em muốn hỏi thầy một chút là thầy có thể giải thích rõ hơn cho em hiểu được cái Protoss application backend này nó có những vai trò và tác dụng như nào để hỗ trợ cho smart contract được không ạ? Câu hỏi thứ hai của em là hôm nay em có đọc trên blog của Cardano ấy, có một cái bài báo nói về cái công nghệ Midfin ấy, thì em đọc thì cũng không được hiểu, không hiểu rõ lắm, thì nếu mà thầy có đọc qua rồi thầy hiểu thì thầy có thể chia sẻ giúp bọn em được không ạ? Đã, em cảm ơn thầy. Về cái câu hỏi thứ hai thì mình cũng chưa chưa cập nhật nên là mình chưa trả lời được cho bạn cái câu câu đấy. Thực ra là dạ. cái Cardano này nó có nhiều cái phát triển lắm mà cũng chưa có đủ thời gian để tìm hiểu hết đấy. Nguyên cái việc mà đọc cái paper này cũng đã là một cái tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như là trong cái hội nghị thượng đỉnh họ còn chia sẻ một cái là có thể dùng cái ví mà không cần kết nối internet đấy, thì cũng cũng nghe thông tin như thế nhưng thực là mình cũng chưa có cái thời gian tìm hiểu, cũng chưa thấy có nhiều thông tin về những cái như thế. Thế cho nên là quả thực là ví dụ như là ở Bitcoin chẳng hạn thì mình nắm rất là chắc, rất là vững, tại vì Bitcoin ấy nó một là nó đơn giản hơn, hai là nó cái cập nhật của nó ít. Ví dụ như cái phần Tarup chẳng hạn, đợt trước ấy, là bên phổ cập có đặt mình làm một cái chia sẻ về cái Tarup, cái nâng cấp của Bitcoin, cái nâng cấp rất là lớn của Bitcoin ấy. Mình cũng đã chuẩn bị rồi nhưng mà sau thì cũng bên đấy có vẻ mọi người cũng không không quan tâm nhiều đến cái vấn đề về kỹ thuật quá nên là cuối cùng là cũng không không thực hiện được. Nhưng mà ý là cái ví dụ như Bitcoin này thì những cái nền tảng cũng như là những cái cập nhật của nó thì mình có thể theo rất là sát. Tiếp theo là Ethereum thì cũng theo, cũng không phải là hết nhưng mà cũng cũng được một phần cũng tương đối. Nhưng mà sang Cardano mặc dù là mình cũng rất là quan tâm ấy nhưng mà quả thực là bên này nó mênh mông cái nghiên cứu của họ, những cái triển khai của họ nó rất là nhiều và nó rất là nặng về học thuật nữa, cho nên là mình cũng không gọi là dám tự tin như là ở bên Bitcoin đấy, cho nên là có nhiều cái là mình cũng không không nắm hết được những cái chủ chốt thôi, còn những cái nhất là những cái mới, những cái đúng cập rồi ạ, thầy ạ, bởi vì rất là nhiều như thế mà đúng không? Thật ra là sau webinar là chắc phải anh Thuật gia tăng thêm một đội team cho các Cardano và chia nhau cùng tìm hiểu với thầy được không ạ? em xin phép chia sẻ cái chỗ này một chút. Bạn vừa rồi nói về Bluetooth, thực ra thì bên công ty của em là em biết chỗ này là do hôm hai tuần trước công ty của em có làm việc với một cái đối tác ở bên bên Ukraine để triển khai cái smart contract cho NFT Marketplace ở trên Protoss. Thì
bên đấy thì họ là chuyên gia về Haskell rồi. Họ là có đội Haskell rất là mạnh. Và họ có làm một số dự án blockchain có liên quan đến Haskell. Thì trong cái buổi hơn 2 tiếng đó thì em đã trao đổi rất sâu, hỏi là lý do vì sao mà ở đây chắc mọi người nếu mà quan tâm đến Cardano thì biết rằng là có những bài báo nó chê Cardano là tại sao smart contract ở trên Cardano mà chỉ xử lý được có 2 đến 3 giao dịch một giây thì không biết là cái scale nó như thế nào. Rồi rất ít DApp được triển khai ở trên Cardano. Thì hôm đó qua trao đổi thì như vậy là em thấy là có hai lý do cơ bản như thế này. Lý do thứ nhất ấy, là như anh em biết là Haskell là một cái ngôn ngữ rất là khó học, đúng không? Cái functional programming nó rất là khó học và khó làm, ít người ở trên thế giới biết làm đấy, chứ đừng nói Việt Nam, chắc là còn còn ít hơn. Ở đây có khi là anh Tuấn và một số những cái chuyên gia gọi là kỳ cựu thì mới mới biết được nghe Haskell, chỉ cần nói kể cả anh em lập trình cũng chỉ nghe đến cái tên của nó thôi, còn mặt mũi code framework của nó làm sao có lẽ là không mấy người biết. Mà ít người biết thì đương nhiên là làm nó khó rồi. Anh em biết là nếu mà đi một cái tech stack đang làm C sharp hoặc là làm Go quen thì đến lúc sang Rust cũng phải học cái ngôn ngữ mới. Như vậy học cái ngôn ngữ mới thì Haskell nó lại khó học nữa, đương nhiên thì khó làm là điều hiển nhiên. Như là DApp triển khai trên Cardano rất ít. Thế còn một số những cái dự án mà nó cố gắng nó triển khai sang Cardano thì nó lại đi theo một cái dạng là chicken shit. Nó cố gắng là bằng cái cách nào đó nó kiểu như cái Alonzo ấy, nó nói là nó có thể support được những cái Solidity contract ở trên Cardano thì đương nhiên là sẽ vẫn support được thôi, nhưng mà phải nói là nó cực kỳ hạn chế. Bởi vì trong đội của em cũng đã có một bạn thử implement ở trên Lotus rồi. Và thực sự là implement nó rất là vất vả. Và cái scale nó hạn chế, thì cái lý do của việc scale hạn chế là bởi vì cái nền tảng Bluetooth để scale được ấy, thì nó phải làm đối với cái native language của nó là Haskell. Chứ nếu mà cứ cố nhét Solidity vào thì các cái trick and cheat đến lúc nó hạn chế tất cả những cái thế mạnh của nền tảng Bluetooth thì rồi. Thành ra là cái việc xử lý nó không có tương thích tốt với cái kiến trúc sổ cái UTXO, cũng như là không tương thích tốt với Bluetooth nữa, nên là tốc độ của nó rất chậm. Đấy, như vậy là bản chất của việc tốc độ chậm là những cái team các ông không 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 viết được contract bằng Haskell, bằng native language là Haskell, cho nên là nó mới xảy ra cái nguyên nhân đó. Thì đó là tất cả những gì mà em biết em chia sẻ, có thể là nó chưa thật chính xác hoặc chưa thật đầy đủ, nhưng mà em có chia sẻ với anh em như vậy. Thì ở trong cái nhóm Cardano em có chia sẻ một cái bài, nó một cái bài nghiên cứu, họ 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 trình bày là cái cách để scale một cái smart contract trên Bluetooth. Thì lát nữa mọi người có thể ghé qua cái phần tài nguyên ở trong nhóm Cardano để xem cái paper đó. Xin hết ạ. Ý của thật là phần lớn là mọi người không quen dùng ngôn ngữ đúng không? Dạ vâng, đó là một lý do lớn, bởi vì đợt vừa rồi em tuyển Haskell là khắp ở Việt Nam không tuyển được một ai. Vâng. Thì cái ngôn ngữ đấy nó ít phổ biến nên là tìm cũng khó. Trước đây như là tìm Solidity là khó, bây giờ thì đỡ rồi, Dạ xong đúng. đến Grass thì cũng cũng ít, xong bìa thì cũng đỡ hơn rồi. Thì khi mà nó phát triển lên thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn thôi. Vâng, theo cái demand thấy ha, cái nhu cầu tuyển dụng tăng là sẽ có mọi người sẽ tăng lên, chẳng hạn như là trong V3 sắp tới sẽ có training về Rust chẳng hạn, đúng không? Để tăng cái đội ngũ về lập trình Rust. Ra thì
Anh nói cũng đúng, khi mà demand nó tăng lên thì dần dần cái thị trường lao động nó sẽ đáp ứng thôi, nhưng mà đây các anh cũng phải để ý đến là Cardano nó đã nằm trong top 5, top 10, top 5 những nền tảng blockchain gọi là tốt nhất trên thế giới, và Bluetooth nó cũng ra khá là lâu rồi. Thế nhưng mà cái việc làm contract ở trên Cardano vẫn rất là khó khăn. Trong khi đó thì mọi người có thể thấy là Solana thì nó mới vừa mainnet đầu năm 2020 thôi, nhưng mà thực sự là cái phát triển của nó cũng khá là nhanh, bởi vì contract của nó có thể xong. Đó cũng là một cái điểm mà chúng ta sẽ chú ý đến, đặc biệt là những anh em mặc dù rất là quan tâm đến Cardano, nhưng mà đó cũng là một cái khó khăn mà khi mọi người nghĩ đến cái việc là phát triển trên Cardano thì cũng phải để ý đến cái phần là ngôn ngữ lập trình đó. Rất là khó kiếm lập trình viên Haskell. Rồi, cảm ơn góp ý của anh Thuận rất là nhiều. Dạ, hy vọng là chúng ta sẽ có những thành viên về Haskell và VBI để có thể hỗ trợ thêm cho tất cả anh em, đúng không ạ? Đúng rồi, bạn nào mà trẻ nào mà học Haskell thì Thuận tặng học bổng luôn. À, ok, dạ tuyệt vời. Ai chịu học bổng thì học luôn. Dạ. Giống như Russ mấy bữa trước là làm về core blockchain như Substrate các thứ, rất ít anh em biết. Thành ra là VBI cũng đang cố gắng về training về Rust nhiều hơn, để chúng ta có cái đội ngũ lập trình trong những mạng đó nhá, nhiều hơn để bổ sung cho các team. Cho em hỏi là muốn học cái Haskell thì bây giờ học tự học online hay là sao? Tự học online hay là có cái trung tâm nào ở đâu học? Anh ơi, khi em xin phép em đang vì như tôi biết là các cái đơn vị giảng dạy lập trình ví dụ như là các cái không biết là bên khoa phạm mà VBI mình cũng hay mời, không biết là có giảng dạy Haskell không thì tôi không biết. Còn như Phoenix của FPT thì cũng chưa chắc là đã giảng dạy Haskell đâu anh Tuấn nhỉ. Nói chung là nếu mà bảo trung tâm thì hiện nay chưa có trung tâm nào. Đấy, chuyển ra. Luôn. À, xác nhận.